Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh YouTube 16m50 trong thời gian sắp tới nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bản tin bóng đá ngày 30 tháng 9. Jamie Vardy lập kỷ lục vượt qua Ronaldo tại Premier League. Leicester City tiếp đón Newcastle trên sân nhà King Power và thầy trò huấn luyện viên Brendan Rodgers đã giành chiến thắng 5 sao trong bối cảnh đối thủ chỉ còn chơi với 10 người sau phút 43. Trận này tiền đạo Jamie Vardy đã lập cú đúp, qua đó chạm mốc 85 bàn thắng sau 183 trận tại Premier League. Con số này đã vượt qua thành tích của siêu sao Cristiano Ronaldo. Cụ thể, sau 196 trận ra sân cho MU, cầu thủ người Bologna có 84 pha lập công. Thực ra, chuyện Vardy vượt qua Ronaldo cũng hoàn toàn dễ hiểu. Bởi quãng thời gian đầu khoác áo MU, Ronaldo chỉ còn là một cầu thủ trẻ, chưa đạt đến tầm cỡ siêu sao quốc tế. Đồng thời khi đó, anh còn là một tiền đạo cánh chứ không phải là một trung phong như hiện tại, nên chưa thể có được hiệu suất ghi bàn cao như lúc chuyển sang Real Madrid và Juventus. Sau vòng 7 của Premier League mùa giải này, Vardy có 5 bàn thắng, bằng với thành tích của Harry Kane của Tottenham và Callum Wilson của Bournemouth. Người dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải đấu là Sergio Aguero của Man City với 8 bàn thắng. Mùa trước, Jamie Vardy có được 18 bàn, kém 4 bàn so với 3 cầu thủ đoạt chiếc giày vàng là Mohamed Salah, Sadio Mane và Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal đã sẵn sàng chi trả một phần lương để đẩy Ozil ra đi. Mesut Ozil hiện đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất Arsenal với mức 350.000 bảng một tuần. Tuy nhiên, ngôi sao người Đức lại không nằm trong kế hoạch sử dụng của huấn luyện viên Unai Emery. Ở Premier League mùa này, anh chỉ có duy nhất một lần được xếp là chính. Vì vậy, theo tờ Mirror, ban lãnh đạo Arsenal đã thống nhất đẩy Mesut Ozil ra đi trong tháng 1 tới theo bản hợp đồng cho mượn. Để thương vụ này diễn ra suôn sẻ, pháo thủ đã sẵn sàng chi trả một phần lương của ngôi sao người Đức. Thực tế, Arsenal đã tính đến chuyện bán Ozil trong phiên chợ hè năm 2019. Kế hoạch này của pháo thủ đã không trở thành hiện thực do nhiều câu lạc bộ không chấp nhận chi trả mức lương quá cao cho ngôi sao người Đức. Do đó, phương án khả thi nhất của đội bóng Bắc London là để Ozil ra đi theo dạng cho mượn. Về phần của Ozil, theo tờ Mirror, anh vẫn tiếp tục gắn bó với Arsenal vì không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn. Tuy nhiên, trước quyết định của ban lãnh đạo Arsenal, ngôi sao người Đức không còn sự lựa chọn nào khác. Ở mùa giải năm nay, Ozil mới chỉ vỏn vẹn 2 lần ra sân trên mọi đấu trường, cho đó có chiến thắng 5-0 trước Nottingham Forest ở cúp Liên đoàn Anh. Huấn luyện viên Unai Emery không còn tha thiết giữ tiền vệ người Đức, đặc biệt là sau khi ông có sự phục vụ của tiền vệ Dani Ceballos. Neymar đã xoáy fan PSG sau khi chọc thủng lưới Bordeaux giúp PSG giành chiến thắng tối thiểu trên sân của Bordeaux vào cuối tuần qua ở Ligue 1. Neymar cho hay: "Chuyện của tôi với các cổ động viên của PSG cũng giống như mối quan hệ của tôi với bạn gái vậy. Đôi khi bạn bất đồng quan điểm và thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với họ nữa. Tuy nhiên, nếu yêu thương nhau, các bạn sẽ dễ bỏ qua xung đột để làm lành. Tôi có mặt ở đây để giúp cho PSG chiến thắng. Chỉ cần xuất hiện trên sân, chắc chắn tôi sẽ chiến đấu với tất cả khả năng của mình." MU muốn mua Mandzukic vào tháng 1. Mario Mandzukic từ chối tuyển tới Eindhoven. Cầu thủ người Croatia đã chấm dứt cuộc đàm phán với câu lạc bộ này. Cùng thời điểm, người ta bắt gặp đại diện của anh gặp gỡ một thành viên trong ban lãnh đạo của MU. Những động thái này cho thấy Mandzukic sắp tới MU. Juventus thậm chí hạ giá bán tiền đạo này. Họ chỉ muốn thu về 9 triệu bảng từ chân sút sinh năm 1986. Diego Simeone yêu cầu phạt nặng Ramos. Huấn luyện viên Simeone đã rất bất bình vì Sergio Ramos không bị phạt dù sỉ nhục mẹ trọng tài biên ở trận Derby Madrid. Tình huống nói trên xảy ra ở trận hòa không đều giữa Atletico Madrid và Real Madrid trên sân Wanda Metropolitano ở vòng 7 La Liga. Không hài lòng vì một quyết định của trọng tài biên, Sergio Ramos đã dùng những lời lẽ không hay ho sỉ nhục vị vua sân cỏ này và mẹ của ông. Dembélé lại chấn thương. Barcelona mới đây đã lại phải công bố rằng ngôi sao chạy cánh Ousmane Dembélé đã dính chấn thương. Theo xác định của các bác sĩ, thì Dembélé đã bị đau cơ ở bắp đùi trái và sẽ phải kiểm tra thêm để xác định mức độ. Đây sẽ là chấn thương thứ hai của Dembélé từ đầu mùa giải và cầu thủ người Pháp đã bị đau quá nhiều kể từ khi tới Barca. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh YouTube 16m50 trong thời gian sắp tới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.